gần gần với mẫu người của bạn Kha rồi đó. Tính cách của ảnh thì cũng gần gần với bạn Kha của em, cảm thấy nó cứ tưng tưng sao. Kha của em thì được cái dễ thương nhưng mà cái tính cách của nó không có giống được những người bình thường. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Chào chú Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn kế bên. Con tên là Võ Minh Quận, năm nay 25 tuổi, quê ở Bến Tre, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Dạ, công việc của con tại con đang làm kế toán. Lạ quá, quận mấy? Dạ, con thứ ba kêu quận 3 cũng được. Kế toán chắc tính toán lắm à. À, hiện giờ mình đang ở Định Quán hả con? Ủa hả em? Dạ, em ở Định Quán chị. Rồi. Chào em tên gì? Dạ, em tên Kha ạ. Kha dạ. Trong Tráng Sĩ Kinh Kha á chị. Rồi, tên đẹp quá. Dạ, quê em ở cùng quê với là cụ chủ tịch nước Trương Tấn Sang ạ. Ở Long An đúng không? Dạ. Hiện giờ mình đang sống và làm việc ở đâu? Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang ở quận 2. Bạn kia ở? Quận 3. Quận 3? Không. Đâu có tên quận thôi chứ đâu có ở quận 3. Ở dạ. Đâu tốt với Định Quán nữa mà. Đúng rồi. Dạ, ở quận Quán mà xuống muốn xuất hiện quận 3 cũng có. Thôi vậy hẹn hò có xa quá không em? Cuối tuần em chạy về mấy tối tối thì chạy về cũng vẫn bình thường. Tại tối tối chạy về 80 cây số chơi xong đi lại hả? Dạ thì bình thường hả? Được không em? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cũng hiền, cũng vui tính, có khả năng chịu đựng cao, cũng siêng năng. Điểm yếu thì nhìn cái tướng em thì em ăn nhiều, ngủ nhiều. Nhiều mà ngủ nhiều nữa. Dạ cái đó tốt sức khỏe mà anh. Chắc khỏe lắm ha. Dạ khỏe chị, khi hơi bừa bộn một xíu. Em đang ở với ai? À em ở chung với bạn ạ. Rồi bề bộn rồi trong phòng rồi trong ai dọn dẹp? Tất nhiên là bạn em. Nhỏ nào mà chịu dọn dẹp cho em vậy? Dạ thì em cũng lựa chọn kỹ hết rồi đó chị. Kiểu như kiếm người mà có thể dọn dẹp được cho em thì em mới ở chung mà. Trời đất ơi. Nhớ sao? Trong mặt quá. Con sao có tính toán dọn dẹp được không? Dạ thì con cũng đôi khi con cũng có bừa bộn nhưng mà con thích ngăn nắp. Dạ, dạ không, anh ơi, cũng em cũng ngăn nắp lắm á, nhưng mà phải có tinh thần mới ngăn nắp được. Không, tinh thần thì dễ lắm. Về thấy bừa bộn la tiếng là em bắt đầu chạy dọn hả? À. Điểm mạnh điểm yếu của quận là gì? Đừng cái hiền chứ thiệt thà. Bộ phận của con chỉ có hai cái toán à. Lương phiên nhau trực chủ nhật luôn. À, một tháng về hai lần hai cái chủ nhật trọn vẹn đúng không? Dạ. Trong tuần lác đác những đêm nhớ nhau thì vẫn bay tới bay lui thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Đó là có nghĩa là từ nếu mà anh đến anh với em ấy ấy là gì em? Ý em là kiểu như nếu mà mình quen nhau á thì một tháng anh chỉ lên thăm em được có hai lần hả? Đó là anh dành hai ngày chủ nhật á, còn buổi tối thì nhớ quá chạy chịu không nổi thì chắc ba đi mây về gió về. Có nghĩa là buổi tối chạy lên rồi nửa tiếng về hả anh? Là tối anh chạy xuống chơi rồi sáng anh chạy gì á? Anh ở tối anh ngủ đâu? Ngủ đâu kệ người ta. Em thương tình thì em cho anh ngủ của ké. Không được anh ơi, phòng em có nhỏ bạn không có cho ngủ được. Không, anh nói cho em lo chỗ ở cho anh đó chứ. Thì sao em không tự lo? Dạ chỗ của con thì con đương nhiên có chỗ lo rồi nhưng mà con... Không sao anh, gần nhà em cũng có cái nhà bỏ hoang á, em có thể qua đó ngủ. À, cái gì chứ anh sợ ma lắm á. Hai bạn này vui quá ha. Sao không hốt được anh ơi. Bạn gái mà muốn tìm một người bạn trai thế nào? Bạn trai của em thì không cần gì nhiều, chỉ cần là khôn ngoan, điềm đạm và biết cách cư xử. Nãy giờ em thấy bạn trai cư xử điềm đạm chưa? Chưa được, cư xử giống như cái điện tâm độ nó lên nó xuống lên xuống. Về ngoại hình em muốn người bạn trai như thế nào? Thật sự thì em không cần đòi hỏi ngoại hình nhiều cho lắm, em chỉ muốn là có sự nghiệp ổn định với lại tính cách được thôi. Em điều gì không thích ở người bạn trai? Thì khoe khoang khoác lác, còn ngoại hình thì em không thích mọc cho lắm. À với lại em thích có một bạn trai có cái ngón tay dài dài thon thon. Gì vậy? Sự khoa học chứng minh là về sức khỏe tốt lắm chị. Tìm bạn trai có ngón tay dài dài thon thon. Ngón tay dài. Dạ, ngón tay ngòi bút quá chị. À, rồi bạn trai em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em tìm người bạn gái là kiểu như chất phát miền Tây á chị. Tóc đen, nói chung là cái mẫu bạn gái em tưởng tượng ra là một người phụ nữ mà thấy tỷ tóc dài là ngang lưng. Giống Bến Tre á anh. Dạ, đúng rồi, vẫn đứng Bến Tre em, mặc áo bà ba đang đứng dưới có đội nón lá không? Cầm cái nón lá, cái gió thổi cái làn tóc bay bay đẹp lắm chị. Đưa cái bàn tay coi, bàn tay này đưa đây đây, qua đây qua đây cho cô này cô coi cái bàn tay coi, bàn tay thôi nha, ngón vậy sao em? Mập quá chị ơi. Mập quá phải không, cục lủng mà cục hơn ngón tay của tôi nữa trời. Anh giảm cân bớt nha anh. Giảm cân lại ngón tay dài ra hả? Không, ngón tay anh rõ vậy rồi. Ốm hơn nhìn nó dài ra chị. Đen quá mời, rút tay lui đi. Đúng rồi. Đen mạnh mẽ chị ơi. Tay lạnh dữ vậy. Ông em ngồi máy lạnh em vợ sao lạnh lắm. Lạnh quá ha. Có khỏe không? Bên đây người ta muốn là có sức khỏe. Chị nhìn thấy em cũng được mà, chắc chắn hơn. Lấy về sẽ ở đâu?
Dạ, hiện tại thì vẫn phải đi làm, cho nên là sau này một thời gian thì mới về nhà ở chung với bà mẹ Bến Tre. Xu hướng của em là về quê, em thích ở những nơi ở quê mình hơn, yên tĩnh, nó thanh bình, nó thân thiện hơn, chứ không thích ở chống ngột ngạt hay gò bó trên thành phố. Vậy sau đó giờ em ở dưới quê đi lên hay chi vậy? Dạ dưới em xuống, em tốt nghiệp rồi em về quê kiếm việc làm, không có mẹ đá đít em lên. Rồi mai mốt về quê làm gì dưới? Dạ tới đất đó thì lúc đó cũng lớn rồi, về cũng có vốn thì hai vợ chồng suy nghĩ chí hướng bằng cái gì đó thì tự mở cái sở mặn ra mặn. Rồi. Ôi ôi dễ thương quá. Em có thích đi du lịch đâu? Có, em học du lịch ra mà. Em biết gì về Bến Tre không? Bến Tre hình như em chỉ đi ở Cồn Phụng. Cồn Phụng thuộc Tiền Giang mà em. Cồn Phụng Bến Tre mà. Trời ơi, con ở Bến Tre mà nói Cồn Phụng Tiền Giang. Còn Thái Sơn mới là Tiền Giang. Chết rồi, con bị ngu địa lý chú ơi. Làm dâu được không? Về Bến Tre làm dâu được không? Hên xuyên. Bạn có hay ghen không? Dạ không. Ghen gặp anh này mệt lắm, hay chọc là mệt lắm á. Rồi, hai đứa này cũng hợp về ngoại hình rồi đó. Chúc phải bàn nhau lại cái vụ về quê ở nha. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi chung với bạn em ạ. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Anh này thì nhìn có vẻ cũng là nhìn cũng đàn ông, gần gần với mẫu người của bạn Kha rồi đó. Tính cách của ảnh thì cũng gần gần với bạn Kha của em, cảm thấy nó cứ tưng tưng sao. Kha của em thì được cái dễ thương nhưng mà cái tính cách của nó không có giống được những người bình thường. Nhưng mà hy vọng là hai người cũng sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu cái vẻ tưng của nhau hơn. Hay quá, em bạn gái em xuất sắc quá. Kha ơi, bạn gái em chị ngưỡng mộ. Rồi con đi với ai con? Dạ con đi với mẹ, với anh và bạn với đồng nghiệp. Chào cô Cát Tường với chú Quỳnh Linh. Bạn Quỳnh á là vậy, không phải là bạn tưng tưng đâu mà bạn hay vui tính. Nhưng mà đối với cha mẹ, đối với chị em rất là chu đáo. Cô nhận xét bạn gái này như thế nào? Dạ chào cô. Chào cô. Cô chào cháu. Đẹp. Nói về bạn Quỳnh mà nói cái việc đàm tĩnh, điềm đạm á thì chắc cái đó Quỳnh không có điềm đạm đâu, Quỳnh lăng xăng lắm. Nhưng còn ở về mà cái chuyện mà nói là cưới về á, nếu hả muốn ở quê thì ở quê cũng chỉ có việc làm giường tự có sẵn, gia đình không có bắt buộc phải đem tiền về nhà sinh con ra, nếu mà hả nuôi được thì nuôi, không được đưa mẹ giữ. Trời ơi hay quá, xuất sắc. Rồi chúng ta kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Ta dễ thương gì mà dẫn theo cô bạn chê quá. Ta nói dễ thương thôi chứ không ai chê đâu. Rồi anh có quà tặng em. Xui cho anh là em mới đi cắt tóc chứ tóc em cũng dài lắm. Em hiện tại là em đang làm gì? Em làm nhân viên tư vấn với lại hướng nhân viên tự do. Theo em thì một người thì anh cần làm những gì để có thể trở thành một người lý tưởng của em? Mình làm một người như đàn ông anh, có nghĩa là nó ít làm nhiều. Nó không ít quen, điềm đạm, lo lắng được cho em. Thật ra là anh chỉ vui tính khi mà ở trong nhiều người. Cũng có lúc nhiều người nhưng mà anh rất trầm lắng, tại vì những người đó là anh không quen biết. Em cũng đính chính là em không có đến nổi như con bạn của em. Không, anh nghe tiếng em, anh nghe cách em nói chuyện thì anh cũng không nghĩ em như bạn em đâu. Tại nó tính gia nhập hội độc thân, nó ế lâu năm á anh. Thôi cho bỏ. Nó sợ bạn nó có bồ lắm anh. Thôi bỏ bạn mình qua anh bên. Anh với em ở khoảng cách như vậy thì với anh thì một tháng anh chỉ dành được trọn 2 ngày chủ nhật thôi, còn lại thì khoảng thời gian đêm thì em cảm thấy như thế nào? Em từ quen với cha Hà Nội cho nên 3-4 tháng trời em mới gặp nhau một lần, nên chuyện mà một tháng về 2 lần thì bình thường với em. Với lại em không muốn anh về ban đêm, em muốn ngủ. Thật ra là nói về ban đêm cũng không phải, mình thì anh về chiều rồi mình đi chơi xong rồi về sớm thôi. Nếu về sớm thì được. Nhưng mà sớm của em là bao nhiêu? Trước 9 giờ. Sớm thiệt. 8 rưỡi em ngủ rồi anh. Cũng được, cái vấn đề đó thì anh đáp ứng được. Mình nghĩ sao được, 5 giờ mới hết ha. Đi làm giờ, xong ra 5 giờ thế kia. 8 giờ ta ngủ, 8 rưỡi ta ngủ được cái gì mà được. Cứ lèo đi ông nội. Không, con nói con bay về được mà chú. Bay đâu mà ra. Với lại là em ở quận 2 làm ở vị trí nào? Thảo Điền. Tối đa là 2 tiếng. 5 giờ đi làm xong ra bụng đói chạy lên đây 7 giờ chở em đi ăn xong tới 8 giờ. 1 tiếng rưỡi con dư giờ mà. Ăn thua có tâm là được rồi, ghi nhận. Được không em gái? Dạ được, tại vì em ăn rất là nhanh không sao. Không, ngày ngủ mình mà anh nghĩ ra ngày ngủ cũng 6-8 tiếng được rồi. Nhưng mà em là người đặc biệt á anh, nên giờ giấc phải 10 tiếng một ngày mới được. Em ngủ 10 tiếng một ngày hả? Em nói chơi á chị, chứ thật chất thì em cũng phải dậy sớm đi làm mà. Chị thấy bạn em nói đúng rồi đó.
thấy Bến Tre có cầm cây sáo lên đâu à. Ủa vậy hả? Thổi đó, Trương Chi Mỹ Nương nó thổi đi. Tới đây thì có chuẩn bị một bài mà mới vừa tập cho nên là thổi cũng không chắc là hay. Em có thích nghe sáo không? Ta chắc hay ta thổi chứ không chắc hay thổi chi. À, thôi lỡ em ráng răng em nghe giùm anh bài nha. Chết rồi, chết rồi. Bây giờ em thuyết phục bạn gái. Hồi nãy là em có nói cái vụ mà đi về quê sinh sống đó. Nhưng hình như ý bạn gái là muốn ở thành phố. Bây giờ hai người trao đổi cái chuyện đó coi. Chí hướng của em là ở tại thành phố. Em muốn ở thành phố hoặc ở Long An. Anh thì muốn chí hướng là hiện tại thì là đi làm kiếm tiền. Sau này thì nếu như mà mình có thể xây dựng cơ sở đó, có lẽ thành phố là cái nơi tốt nhất. Nhưng mà nếu không được thì chắc phải về quê để còn báo hiếu nữa. Khoảng chừng tới 30 mấy tuổi, 40 tuổi thì mình có thể về quê. Nếu như em thì em có thể chấp nhận không? Chấp nhận. À, cảm ơn em. Thì trong lúc quen nhau là anh thích những lúc mà chúng ta thật thẳng thắn với nhau. Anh không thích cái kiểu mà em cứ làm kiểu để gợi ý để cho anh đoán. Tại vì cái sổ sách mình để suy nghĩ ra cái những gì con gái gợi ý cho mình nó rất là dài, anh không nghĩ ra được. Anh đã từng thất tình hai lần, chia tay hai lần tại vì anh không hiểu được ý bạn gái muốn. Anh muốn là sau này hai đứa thẳng thắn với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Em anh cho em hỏi là anh thuộc chùm sao gì vậy? Mà kết. Em với anh hợp nhau á. Kim Ngu. Sông Ngư. Sông Ngư. Dạ. Một thằng đất, thằng nước. Không hiểu, hai mình không hiểu gì đâu. Quay ra chỗ khác đi. Tính em nhiều khi cũng thẳng thắn với mạnh mẽ như con trai vậy. Anh thích con gái cá tính mạnh mẽ nhưng mà có đôi lúc thì cũng nên giả bộ yếu yếu một chút để cho anh cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc. Em rất là muốn được dựa dẫm. Anh muốn là nếu như mà mình chính thức quen nhau và trong quá trình quen nhau thì những lúc mình gây gổ không bao giờ nên là nói chia tay, dù chỉ là nói để lẩy nhau thôi. Tại vì cái tiếng chia tay nó nặng lắm, đối với anh nó nặng lắm. Em muốn anh xin lỗi trước cho dù có chuyện gì xảy ra. Cái đó là bình dĩ nhiên. Thôi vậy được rồi. Được rồi, thẳng thắn ha, thôi được rồi. Anh Linh anh sao gì? Hả? Anh chồm sao gì? Anh chồm sao chổi. Em sao sẹt. Hai mình hợp nhau đó. Hợp. Suy nghĩ cho thật kỹ. Đây là cuộc đời của các bạn đó. Duyên đã trao là đã không còn nữa. Một. Nếu các bạn bấm nút dối lòng mình là các bạn dối với ba mẹ, với bạn bè của các bạn đó. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn có quyền nắm tay nhau nào. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 đến chiến thắng gửi tặng các bạn để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú và một phiếu giảm giá khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Gửi tặng hai bạn, đây là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Hôn nhau đầu tiên đi bạn. Thôi anh bỏ tiết mục này đi em. Hả? Không có tiết mục, không phải là tiết mục. Anh thích em chỗ đó đó. Thằng đàn ông mà chú. Đúng rồi, mạnh mẽ anh con. Rồi chúc các bạn hạnh phúc. Mời bạn nam. Chào mừng. Rồi, mời anh. Chào chị Cát Tường. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Quỳnh Chí Hùng, nhà quận 6. Em Hùng. Làm bên cửa sắt. Quê Hùng ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Em nay 42 tuổi, quê ở Sài Gòn. Gốc Hoa chị. Gốc Hoa. À, Gốc Hoa. Rồi, mời bạn gái. Mời em. À, xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Kim Dung, năm nay em 36 tuổi. Wow, 36 tuổi còn quá trẻ. Dạ, em cảm ơn chị. Em thì đang làm nhân viên kinh doanh, em là người gốc Hoa. Ủa, cũng hay vậy. Em sống ở quận 11, em làm việc ở quận 3. Rất gần với nhau ha, nghe 16, 11 xa nhưng mà nó sát bên nhau thôi. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Biết dọn dẹp nhà cửa, ngăn nắp và rất là được lòng của người già. Do là
hơi trẻ nên là cái tính cũng trẻ con. Ngoài ra thì em cũng ăn chậm, nói chậm và lớn cũng chậm. Cái gì cũng chậm. Dễ thương quá. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Không hút thuốc, không uống rượu, hiền. Còn nhược điểm ít nói chị. Cũng ăn chậm, nói chậm. Nói chậm. Trời, cặp này chắc là mai cũng chậm lắm nè. Rồi em cũng trải qua tình trường như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có hai mối tình. Hai bên đều công việc bận rộn và nhiều áp lực nên là không có dành thời gian đủ để mà hiểu nhau nên hai người chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng 5 năm. Ồ, 5 năm nay ở không? Dạ ở với gia đình chứ. Thì đúng rồi. Lý do tại sao trong 5 năm qua mình không tìm được người nào? Sợ tổn thương cho nên là không có mở lòng mình nữa. Rồi lý do tại sao đợt hôm nay lại tìm đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Cũng thấy nhiều tuổi rồi, bây giờ mới thấy mình hơi lớn tí xíu, cho nên là muốn tìm người để kết hôn. À, bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? 6 tháng hoặc là 1 năm. Rồi. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Cũng 2 mối. Mối dài nhất là mấy năm? Cũng 5 mấy. Dài nhất đó hả? Dạ. Mà sao mình chia tay? Người ta đi nước ngoài. À, đi rồi bỏ anh lại hả? Bây giờ anh có muốn có vợ liền không? Thì được, thì cũng nửa năm thì cưới vợ luôn nha. Cưới luôn ha? Dạ. Anh đang ở với ai? Ở với ba mẹ. Với ai nữa? Hết. Hết rồi hả? Giờ lấy vợ về làm dâu hả? Dạ. Thằng có ngại làm dâu không? Dạ em có thể làm được việc nhà nên là em cũng không ngại vấn đề đó. Nhưng mà anh ơi, anh là con một hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ luôn hả anh? Trời ơi dễ thương quá à. Rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Thì cũng hiền, ít nói nữa. Đó, nói chậm đó. Hai người ít luôn chậm. Ai nói trời. Chà, cặp này cũng hơi căng à. Chỉ ở người bạn gái thì đừng có nhậu nhẹt xăm mình. Trời ơi, bạn gái của anh có nhậu nhẹt không? Chắc không có nhậu nhẹt đâu anh. Dạ. Bây giờ anh hỏi đi, em có sao? Bên em có nhậu không em? Dạ, bình thường thì em không có nhậu. Nhưng mà lâu lâu mà công ty hoặc là có tiền các thứ á, thì em cũng có uống một hai ly. Một hai ly hay một hai kết? Một hai ly chị. Em sở thích là gì? Hỏi với anh Hùng. Em sở thích bạn trai như thế nào em? Dạ, em muốn tìm bạn trai thì hiền lành, có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, chứ đừng có bận rộn một ngày 24 tiếng mà đi làm việc hết 12 tiếng, ngủ 8 tiếng rồi không còn tiếng nào để... Anh làm có 8 tiếng. Anh làm tại nhà anh hả? Làm tại nhà quận 6. Dạ, quận 6 đường nào anh? Bình Tiên. Em biết đường đó. Mà nãy giờ em nói chuyện qua rèm với anh vậy đây, em cảm nhận là ảnh như thế nào? Em tưởng tượng ảnh cũng hiền, da ngăm ngăm. Rồi gì nữa? Cũng da cũng hơi ngầm. Cao thấp mập ốm. Em thì em thích cao nhưng mà em nghĩ chắc là anh này vừa vừa người. Sao vậy? Tự nhiên nghe cái giọng nói người ta mà nghĩ người ta vừa người. Em nhưng mà cảm em thích giác cao. Vậy em nhỏ với em thấp nên em thích cao. Cao nhiêu? Khoảng 1m68 hoặc 1m7. 1m68. 1m68. Được không? Được không? Rồi. Dạ, như vậy thì đạt chuẩn rồi. Mắt mũi miệng. Mắt mũi miệng dễ nhìn. Chị coi giùm em là mắt to hay mắt nhỏ, em thích mắt to. Chào chị. Cũng hơi to. Tóc tai. Thích tóc sao? Có tóc chị. Có tóc. Mũi miệng. Có mũi. Nếu được thì mũi cao. Có cao. 6 tháng mình đám cưới kịp không anh? Nếu mà hợp nhau. Anh muốn sanh mấy đứa con? Một hai đứa hả chị? Được á. Xứng đôi vừa lứa. Được. Good. Để coi cô bên này sao nha. Anh chờ chút xíu nha. Chào em gái. Em chào anh Quyền Linh. Dạ. Anh này anh hiền lắm. Lấy liền luôn đi nha. Em phải về hỏi mẹ. Trời dễ thương thiệt. Hai người hợp lý ghê luôn á nha. Mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi hai người gặp mặt nha. Dạ. Anh Hùng đi với ai? Đi với anh họ. Chào anh Quyền Linh. Chào anh họ. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả mọi người ở đây. Anh thấy cặp đôi trên này như thế nào ạ? Anh hiền quá, không biết ghẹo, không ghẹo phụ nữ rồi cho nên anh tới giờ. Là anh tới giờ luôn. Rồi anh nhìn thấy, nhận xét cô bạn gái bên này như thế nào? Bạn gái bên đây được. Được ha? Hiền. Hiền, rồi ủng hộ ha. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Em gái hôm nay mình đi với ai?
Dạ em đi với lại một bạn thân, một em gái, một em trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em là bạn thân hơn 10 năm của Kim Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì em xin hỏi anh bên đây một chút xíu, là anh nói là anh làm về cửa sắt, tức là mình sản xuất hay là mình mua bán anh? Sản xuất chưa? À vậy anh là làm chủ xong anh thuê nhân viên về sản xuất xong bán lại à? Dạ. Kim Dung ơi, Hằng thấy thì anh này thì hiền, Kim Dung nên cho anh cơ hội. Thì em cũng mong là hai bạn qua chương trình này có một happy ending. Xin cảm ơn ạ. Rồi em ruột đi. Xin giới thiệu, em là Nga, em là em ruột của chị Dung. Nói chung đó thì bề ngoài thì nói chung là cũng ok ha. Còn bề trong để chị em lo. Bề ngoài là được rồi đúng không? Nói chung thì tính tình thì em thấy thì anh cũng hiền, thì cũng nhưng mà anh, nếu mà anh có bạn gái thì anh có thích chiều bạn gái của mình không? Thì cũng chiều có nhé. Chiều nhiều hay là ít? Nhiều. Rồi. Rồi. Cảm ơn em. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Dạ. Rồi kéo màn. Rồi mời anh Hùng. Bạn Hùng. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là cái thư pháp của em viết. Dạ. Và cái tranh này là em đi du lịch mua và em mới vừa gắn. Dạ, xin xin. À, xin xin đi. Bây giờ tôi đang tò mò coi cái thư pháp mà bạn gái tự tay viết đó, anh có thể cho mọi người xem với. Dạ, hai chữ này là tụ duyên, nghĩa là do mình có duyên thì mình mới gặp nhau ở đây. Đủ duyên mới gặp được nhau hôm nay. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh cũng tốt bụng, hiền lành. Tốt bụng, cái bụng lòi ra luôn kìa. Anh cho em hỏi, ví dụ như em muốn có một người bạn trai mà hiểu tâm lý bạn gái tí xíu. Ví dụ như em ăn rất là chậm, bình thường em ăn một lần tiên một bữa, một chén cơm mình nửa tiếng á. Nếu mà như vậy á thì anh làm sao? Thì cũng bình thường, em cũng từ từ ăn theo em. Thì em ăn, em cứ ăn. Em ăn rồi anh đi ngủ dậy em vẫn ngồi ăn. Ủa em ăn chén cơm nửa tiếng đó hả? Rồi mốt đẻ con nữa rồi đem đút cơm con ăn nữa. Nhiều rồi khi con nó ăn nhiều nhanh hơn mẹ nữa đó. Em ăn nhanh không có được, phải từ từ, còn hói em ăn không được. Vậy em ăn cháo cho nó nhanh thôi. Rồi tiếp tục đi. Đứng lên anh, nắm tay anh. Rồi, nắm chặt hai tay luôn. Nhìn vào mắt nhau, nói đi anh. Thì được, mình tiến xa hơn. Sao mới được chứ? Cứ về mình làm gì để phát triển kinh tế, nói cho cậu nghe đi. Thì cùng nhau làm ăn đồ. Em thích con trai con gái? Dạ em thích con gái, tại vì nhà em nhiều con trai. Trai gái cũng được, cũng thích. Nắm tay em anh cảm thấy như thế nào? Hơi cũng đúng. Trái tim anh đang ra làm sao? Đang đập đập. Không lẽ ngừng đập? Bạn trai rung quá, anh Quyền lên cho bạn ngồi đi. Rồi thôi ngồi đi. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Sao bạn gái không bấm nút vậy? Dạ, anh rất là tốt, rất là hiền. Tuy nhiên là thật sự em chưa có cảm thấy rung động. Cảm ơn em đã nói lên những cái gì suy nghĩ rất thật em ha. Dạ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Dạ. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây xin gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagon, trợ lý dạ dày trợ sức thành công, gửi tặng hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị. Một chút chia sẻ thế này, thực sự cuộc chốc này cũng khó có duyên đến với nhau lắm. Trong những cái bộn bề lo toan thế này, trong một cái mưu sinh cũng đầy phức tạp này, thì chúng ta nên mở lòng chút xíu em gái nha. Thật sự mà nói hôm nay tôi rất tiếc khi mà hai bạn không bấm nút với nhau đó, tiếc lắm. Thôi đây quà của bạn.
sớm tìm ra nửa yêu thương mình nha anh Hùng dạ, nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn.